Xin chào các bạn, hôm nay trung tâm cây giống này tiếp tục giới thiệu với các bạn một loài cây giống của trung tâm cây giống chúng tôi, đó chính là cây sâm cây tam thất bắc. Nên hôm nay tôi sẽ nhổ trực tiếp những cái cây tam thất bắc này để cho chuẩn bị xuất cho khách hàng. Kỹ thuật nhổ của tam thất bắc thì cũng khá đơn giản. Đó, chúng ta chỉ cần cầm này và để làm cho đất mềm ra, chúng ta nhấc cả cây lên. Đó. Đó. Như trên tay tôi đây là chúng tôi đã nhổ rất đúng kỹ thuật về cái tam thất bắc này rồi. Mọi chi tiết xin liên hệ để mua cây giống tam thất bắc xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0798414414 để trực tiếp mua cây giống chuẩn nhất từ trung tâm cây giống của chúng tôi. Bây giờ tôi sẽ phải thu hoạch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.